sáng 18 tháng 8 năm 2022, xã Eson, huyện Ehleu, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn cán bộ lãnh đạo đại diện một số bộ, ban ngành của Trung ương đã đến dự lễ. Đại biểu địa phương có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Ehleu và xã Eson đến dự. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Eson được tổ chức chu đáo với nhiều nội dung, hoạt động phong phú, lan tỏa không khí sôi động, thúc đẩy tinh thần cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trong xã. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe báo cáo, nhiều tham luận và xem phim phóng sự phản ánh sâu sắc về tình hình, kết quả, những chuyển biến tích cực trong quá trình xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Eson trong những năm qua. Hiện ở các thôn buôn của xã Eson có 3 mô hình: camera giám sát an ninh, ba an toàn ở chi hội tin lành Eson và kết nối mạng xã hội Zalo bình yên cho mỗi gia đình đang hoạt động hiệu quả. Nhất là trong 3 năm gần đây, khi có công an chính quy điều động về xã Eson, việc xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được đẩy mạnh, đạt hiệu quả tốt, sức dân được khơi dậy mạnh mẽ. Nhờ đó, số vụ việc vi phạm về an ninh trật tự ở xã Eson trong 2 năm gần đây đã được kiềm giảm 50% so với những năm trước và tệ nạn ma túy đã được bài trừ. Với những thành tích đó, trong đợt này, nhiều lượt tập thể, cá nhân, quần chúng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Eson, huyện Ehleu, tỉnh Đắk Lắk đã được Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Cũng trong dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Đình Trung đã trao tặng hàng chục phần quà cho các gia đình chính sách ở các thôn buôn trong xã Eson, huyện Ehleu. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn.